xin mời nhân vật nam xuất hiện. Chào bạn. Xin mời bạn ngồi. Điển trai nha. Bạn tên là gì? Dạ, mình tên là Nam. Quang Nam. Bao nhiêu tuổi? À, hiện nay thì 22 tuổi. 22 tuổi? Dạ, chồng 21. 21. Tuổi mà cũng nhầm nữa là sao? Thật ra thì tính theo tuổi mụ thì mình sẽ 22. Còn tính theo năm sinh chính xác thì mình mới 21 thôi. Còn quá trẻ, còn quá trẻ. Để coi bên đây sao. Mời bạn nữ của chúng ta bước lên sân khấu. Ơi, em tên gì em? Dạ, em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Nguyễn Thủy Thiên Trang. Em là sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên năm thứ mấy? Dạ, em sinh viên năm cuối ạ. Năm cuối vậy là 21 tuổi nhưng mà tuổi thật là 20 tuổi. Hên quá, nhỏ hơn được 1 tuổi anh Linh ơi. Ngoài việc đi học ra em còn làm việc gì nữa không? Dạ, ngoài đi học ra thì em còn tham gia một số hoạt động ở trong trường nữa. Ví dụ như là em tham gia vào câu lạc bộ phát thanh. Em thu mascarillo, em thu CD để tặng cho các trẻ em khiếm thị ở mái ấm bừng sáng. Còn đối với câu lạc bộ dân ca và nhạc cổ truyền thì em có làm MC dẫn chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Hèn gì chị nghe giọng nói của em rất là trầm ấm và lưu loát. Em cảm ơn chị. Bên kia làm gì? Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em cũng là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật. Đại học Kinh tế Luật luôn? Dạ. Chuyên ngành của em là ngành luật thương mại quốc tế. Hiện tại thì đang thực tập tại công ty không gian luật trực tổng đài tư vấn pháp luật trực tiếp của Viettel. Bạn gọi là tư vấn pháp luật? Dạ. Về vấn đề gì? Ví dụ như an toàn giao thông, hôn nhân gia đình hay là những cái vấn đề khác như doanh nghiệp, lao động này nọ là tất cả đều có thể tư vấn hết. Nghe rõ chưa? Em sẵn sàng tư vấn tất cả luôn. Anh ơi, tư vấn về hôn nhân gia đình luôn hả? Đúng rồi, theo bạn thì tính cách của bạn là con người như thế nào? Về bản thân thì thấy mình là một người rất là cởi mở. Trong quá trình học đại học á, thì 2 năm là năm 2 và năm 3 thì là trưởng ban tổ chức sự kiện của một câu lạc bộ trong trường. Thì tổ chức từ các sự kiện từ học thuật cho đến những sự kiện ngoài trời là đều có thể tổ chức được. Choáng quá, chị nghe giới thiệu mà chị còn choáng luôn. Em ơi, nhưng mà tham gia nhiều chương trình như vậy là đi đó đi đây nhiều, quen biết nhiều. Mà vậy thì tại sao mà em vẫn chưa có bạn trai? Có thể là do mình chưa tìm được một nửa đích thực của mình. Trong 7 tỷ người thì đâu có dễ gì tìm được một nửa đích thực của mình. Thấy chưa? Thấy nói chuyện chưa? Giữ luôn. Sắc xéo như tôi chưa? Lý do tại sao bạn lại... Ê, sắc ế là sao tôi không hiểu nha. Hàng ngày bạn tư vấn rất là nhiều, thậm chí bạn gặp rất là nhiều người bạn có giọng nói dễ thương. Tại sao không tìm hiểu họ? Dạ, tại vì một phần cũng bị sợ đó anh. Ủa, còn sợ cái gì? Tại vì tư vấn tổng đài trực tiếp thì những cái chuyện về hôn nhân gia đình nó cũng thường xuyên lắm. Thì những cái chuyện về ly hôn và sau ly hôn nó diễn ra rất là phức tạp. Dường như có một cái gì đó hơi sợ và ám ảnh về cái sự tình yêu á. Tức là bạn cũng chưa tin gì lắm đúng không? Thế ly hôn nhiều quá hả? Không được rồi, cái này là bị bệnh nghề nghiệp rồi. Mình tư vấn cho người ta hàng ngày đó là công việc. Còn cái chuyện tình yêu hôn nhân của mình thì mình phải có niềm tin chứ chưa gì. Vì vậy mà mình sợ mình ngăn chặn những cái cơ hội đến với mình là không có được. Em ơi, vậy em có thể bí mật cho mọi người biết cái chuẩn mực hay là cái người đàn ông lý tưởng của em. Điều quan trọng em cảm thấy thích thú nhất là một người bạn trai giỏi hơn mình về lĩnh vực kinh tế. Bởi vì em học bên kinh tế thì em muốn bạn trai của mình giỏi hơn mình. Giỏi hơn kinh tế có nghĩa là nhiều tiền hơn. Về những kiến thức nó rõ những kiến thức cho chị nhạy cảm lắm, thì nghe kinh tế thì tưởng sao là em đòi nhiều tiền. Rồi còn cái gì nữa nè? Những cái điều mình chưa biết thì người ta có thể hỗ trợ cho mình trong công việc sau này nhiều hơn. Yên tâm đi, bên đây là về kinh tế số 1 luôn. Em có thần tượng ai không hay là như thế nào? Em thích ca sĩ Thiên Vương trong nhóm nhạc MTV. Ở bên đây tôi nói rằng giống ca sĩ Thiên Vương, bên kia là thần tượng ca sĩ Thiên Vương. Và nhìn xuống hàng ghế khán giả thấy ca sĩ Thiên Vương. Bạn có thể bước lên đây thì tôi bắt tay bạn cái Thiên Vương. Thiên Vương ơi, chị cũng ngưỡng mộ em đó. Wow. Mà hai người mà người nào cho chị bạn quay lại chào khán giả cái đi. Trời ơi. Bạn thấy bạn Thiên Vương ngồi dưới bạn tự tin không? Dạ chắc cũng tự tin 50%. Tự tin 50% hả? Nhưng tôi hỏi bạn rằng là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Mẫu người thì chắc là nó không có một cái chuẩn chung đâu. Nhưng mà cũng thích một bạn gái nào đó dễ thương.
Dễ thương là gì nữa? Cao ráo một xíu. Cao ráo mà nó có cao không? Có ráo mà không biết có cao không? Ráo là chắc chắn. À, tóc dài một xíu. Tóc dài. Dài, có dài, có dài. Rồi còn gì nữa? À, có răng khỉnh hay càng hay. Răng khỉnh. Em cười coi, trời ơi, có luôn. À, sống có cá tính một chút. Tại vì em cũng rất là hay nổi loạn cái lúc bất chợt. Ủa, nổi loạn là sao? À, nổi loạn dạng như là những cái sở thích của mình nó cũng không được bình thường cho lắm. À, ví dụ như ban ngày đi làm và đi học thì thời gian nó chiếm hết rồi. À, cũng nhiều lúc stress lắm. Thì lúc tối thì lại hứng lên và lấy xe và đi một cách điên cuồng vậy á. Đi thì mình đua xe nha, tham gia nhiều chương trình. Vậy thì bạn có một cái tài năng nào không? Dạ thì em cũng có chơi sáo trúc một thời gian. Bạn có đem sáo đây không? Dạ có. Có hả? Bạn có thể thổi thử một giai điệu nào đó? Dạ mình có thể chơi thử một giai điệu. Thử nào. Trời ơi, chuẩn bị sáo trong người luôn. Bên kia nghe Trương Chi thổi sáo nè. Nghe Mỹ Nương nghe. Mình xin dạo một khúc của bài Hình bóng quê nhà. Bàn tay luôn, trời ơi. Anh Linh ơi, mà bên đó cứ toàn là khoe hàng nhiều quá. Bây giờ để cho bạn nữ của em bị lép vế rồi nè. Để em hỏi bạn em một cái nè. Hồi nãy giờ bên kia em nghe người ta thổi sáo hay không? Thì em có biết một cái món nhạc cụ nào không? Em phải biểu diễn lại cho bên kia người ta sợ mình chứ. Mình phụ nữ lép vế là chị không chịu đâu. Thực ra lúc đầu nghe bạn trai thổi sáo thì em cảm thấy rất là thích thú và vui mừng. Và vì ít ra thì em đã tìm được cái điểm chung giữa hai người. Nên là em cũng thích thổi sáo. Có nghĩa là em thổi sáo được đúng không? Anh Linh ơi, Linh ơi, biết thổi sáo phải không? Anh Linh ơi, nhà thử bên đó có thể đưa cái sáo qua nhà bên này mượn tí không? Đây. Thử xem nha, hỏi có giống bên đây không nha. Rồi. Bạn hồi hộp chờ đợi đi. Coi thử có đồng nghiệp thổi sáo giống mình không? Biểu diễn em. Nghe nha. Cảm ơn em nhiều. Anh Linh ơi, em thiệt em rất là phấn khích ở trong người. Em cảm thấy em rất là háo hức luôn. Bây giờ em không được, em phải coi cái mặt. Em nhìn đi, nhìn Thiên Vương sao ra y chang vậy đó. Phải không? Bây giờ khoan nha, bây giờ chị hỏi em nè. Em nói thần tượng là Thiên Vương của em mà nãy em gặp thần tượng em trước mặt, em có cảm xúc gì trong người không? Em nói chị nghe trước khi chị coi cái người kế bên có giống cái người ngồi ở dưới ấy hay không? Em rất là hồi hộp. Ừ. Nếu mà anh Thiên Vương ngồi bên kia là em đã ấn nút ngay từ đầu rồi. Được rồi, bên kia có ngồi thấy anh Thiên Vương ngồi dưới không? Thấy gì? Rồi tự cho mình đi là giống được bao nhiêu phần trăm. Không có nói thách nha, coi trước khi tôi coi tôi hạ nhục là ráng chịu à. Bao nhiêu? À, chắc 80% đó chị. 80%. Cho trả giá đó, 50 là tôi bấm nút rồi, qua nè. Giống không? Hơi nói thấp. Em ơi, sao vậy chị? Hơi nói thấp một chút nhưng mà cũng được. 50% thôi vậy thì chị? 50% là được rồi. Bạn ấy nói 80 nhưng mà chị cho 50 là cũng được em ha. Dạ. Rồi để anh xem coi bên đây giống MC nào hay ca sĩ nào đây. Thử xem nha. Trời ơi, quá bất ngờ phải không? Được. Độc đáo nhất là cái mục rùi á. Anh nói nghe nha, cái mục rùi nó bự chả cái nè. Bằng cầm tay nè, mà không biết nằm chỗ nào.
Anh làm em sốc quá à. Sốc hả? Em có thấy cái mụt ruồi trên miệng của chị Cát Tường không? Thì gấp khoảng 10 lần như vậy thôi là ra mụt. Đâu á, đơn giản mụt ruồi bự nó nằm ngay giữa trán rồi nè. Hồi hộp không? Dạ, đang sốc, đang bình tĩnh. Đang sốc hả? Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Và đồng ý hẹn hò hay không? Tấm rèm bắt đầu kéo lên. Tiếng sáo sẽ làm họ đến gần nhau. Nhìn nhau. Có 2 phút thôi. Chào bạn. Lúc nãy so với trong lúc mà chia rì với bây giờ thì bạn có cảm nhận gì về mình không? À, mình thì hơi bối rối bạn. Thấy một rùi bự không? Vì lúc nói chuyện thì mình rất là thích cái giọng nói của bạn. Nhưng mà mở ra thì mình còn ấn tượng với nhiều cái khác nữa. Wow. Giống Thiên Vương không? Em nghĩ giống 50% và 50% còn lại là nét khác biệt riêng của bạn. Đó, thấy chưa? Mời các bạn quay ra và chúng tôi sẽ mở cái nút ra, các bạn chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định xem hai bạn có đồng ý hẹn hò hay không. Nếu như trái tim màu hồng hiện lên, các bạn sẽ đồng ý hẹn hò. Nếu như nửa xanh, nửa hồng thì xem như cuộc hẹn hò. 1, 2, 3. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng. Tiếng sáo đã đưa họ đến gần nhau. Và tôi nghĩ đây là một đôi trai tài gái sắc đây. Bạn nga bạn nữ, bạn tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với bạn nam? Em nghĩ rằng khi người ta có một cái điểm chung nào đó, ít nhất là em đã tìm thấy một điểm chung với bạn nam, thì cái việc tiến xa hơn nó sẽ có cơ sở và nền tảng hơn. Hơn nữa khi đối mặt với bạn thì có cái gì đó gọi là, người ta gọi như thế nào nhỉ? Giác quan thứ 6. Bạn, tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Thật sự thì bạn nói muốn hết rồi, nên em thật sự cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà ở bạn có một cái điểm nào đó nó cuốn hút mà bây giờ thì chưa nói được. Biết cuốn hút là cái mục rồi.